Chiều ngày 1 tháng 11 tại xã Thanh Ngọc, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các ông bà Lô Thị Kim Ngân, trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Trịnh Văn Nhã, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri 6 xã thuộc cụm Xuân Lâm và 2 xã Đồng Văn, Thanh Ngọc. Sau khi nghe các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện báo cáo dự kiến chương trình nội dung kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 và báo cáo tóm tắt một số kết quả về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và trên địa bàn huyện năm 2023. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm đã có 4 cử tri tham gia với 10 lượt ý kiến. Cử tri Lê Văn Chất, xóm Yên Xuân, xã Thanh Ngọc kiến nghị: Luật đất đai hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, giá tiền đền bù đất đai còn chênh lệch so với giá thị trường, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, phức tạp, có biểu hiện nhũng nhiễu. Công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng vẫn chưa chặt chẽ, dẫn đến việc nhiều người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định, còn nhiều hộ dân xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp. Cử tri Nguyễn Hữu Tần, xóm Minh Nhuận, xã Thanh Ngọc đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch nâng cấp trạm bơm Rú Nguộc và trạm bơm Ngọc Hà để phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp. Cử tri Nguyễn Long Khánh, trường Trung học cơ sở xã Thanh Ngọc đề nghị huyện cần bổ sung nhân sự kịp thời chức danh hiệu trưởng, bí thư chi bộ nhà trường để đảm bảo tiêu chí trường học trước khi đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh về làm việc với xã trong thời gian tới. Sau khi tiếp thu các ý kiến, đồng chí Trịnh Văn Nhã, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã trực tiếp giải trình các ý kiến cụ thể như sau. Đối với ý kiến của cử tri Lê Văn Chất, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bày tỏ đồng tình với cử tri, đó là luật đất đai vẫn còn nhiều bất cập do đất đai là một lĩnh vực rất nhạy cảm, khó khăn, phức tạp. Hơn 80% đơn thư khiếu nại tố cáo đều liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đối với nội dung thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho rằng huyện rất quan tâm đến lĩnh vực này, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp giải pháp để hạn chế tình trạng nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân, như việc trích đo phải có kế hoạch, có lịch trình cụ thể, luân chuyển công chức địa chính giữa các xã, thậm chí đã có trường hợp bị bắt và khởi tố trước pháp luật. Đặc biệt là trong 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện gần đây đều đưa vào phiên chất vấn để có nhiều giải pháp tốt hơn, hướng tới sự hài lòng của người dân. Đối với việc sai phạm trong quản lý đất đai thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính quyền cơ sở. Những biểu hiện sai phạm ở địa phương cần phải được các đồng chí bí thư, xóm trưởng kịp thời thông báo về chính quyền xã để xử lý ngay từ ban đầu. Đối với ý kiến nâng cấp trạm bơm phục vụ tưới tiêu, huyện cũng rất quan tâm vấn đề này. Vào mùa khô hạn, huyện thường xuyên tham mưu với tỉnh để chỉ đạo các đập thủy điện xả nước kịp thời, chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi Thanh Chương khắc phục các trạm bơm bằng cách nối ống khi mực nước xuống thấp, phối hợp với công ty điện lực Thanh Chương ưu tiên cấp điện cho các vùng có trạm bơm để bơm nước phục vụ tưới tiêu. Đối với ý kiến bổ sung nhân sự tại trường Trung học cơ sở Thanh Ngọc, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết hiện nay huyện đã làm xong quy trình và đã được thường trực huyện ủy nhất trí, tuy nhiên do chủ trương sắp nhập xã nên tạm thời chưa công bố. Đồng chí Trịnh Văn Nhã đề nghị phòng nội vụ tham mưu để đưa ra phương án tối ưu kịp thời trước khi đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh về làm việc với xã Thanh Ngọc vào tháng 12 năm 2023.